Rồi hai xin chào cô chú anh chị các bạn ha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay thì sẵn chiến Linh sẽ quay cái phần nhà cũng như là cập nhật cái thông tin về cái tình hình ở chợ Nhà Phấn ha. Thì hiện tại thì Linh đang ở chỗ tượng đài biểu tượng của Cà Mau nha cô chú anh chị các bạn. Thì đây là một cái tượng đài biểu tượng Cà Mau, một cái tượng đài cũng rất là nổi tiếng luôn. Nếu như cô chú anh chị các bạn nào ở quê Cà Mau thì chắc đã biết rồi. Còn những cô chú anh chị các bạn nào ở tỉnh khác thì mình sẽ biết thêm một cái thông tin về cái tượng đài biểu tượng ở Cà Mau nha. Thì tượng đài biểu tượng ở Cà Mau được lấy ý tưởng trên những cây đước đó cô chú anh chị các bạn. Cà Mau là một cái cây đước với cây mắm là biểu tượng của rừng ngập mặn nha. Thì nói sơ chút xíu như thế. Thì hiện tại thì kênh của Linh là cũng chuẩn bị đủ 10.000 người đăng ký cô chú anh chị các bạn. Một cái lời chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay thì cập nhật cái thông tin như thế. Khi nào mà đủ, nói chung là cũng vài bữa nữa thì kênh của Linh đủ 10.000 rồi. Khi đó thì Linh sẽ làm một cái video có thể tạm gọi là ăn mừng đi. Nói chung là sau khoảng hơn 3 năm cô chú anh chị các bạn làm YouTube thì Linh cũng có nhiều cái bài học cũng như là xây dựng được một cái kênh, phải nói là cũng rất hài lòng với mình. Còn cái video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật về cái tình hình bất động sản ở Cà Mau ha, cũng như là quay cho cô chú anh chị các bạn một cái quãng đường cũng như là đánh giá về cái những cái tiềm năng kinh tế ở về bất động sản cũng như là xu hướng trong cái thời gian tới, thì Linh sẽ cố gắng chia sẻ trong cái video ngày hôm nay nha. Mời cô chú anh chị các bạn cùng Linh dạo phố ha, cũng như là nắm lại cái tình hình bất động sản trong cái thời điểm hôm nay. Thì những cái video trước á, thì thường thường Linh vừa quay ngoài đường á, giống như là cập nhật trực tiếp á, thì Linh thấy là cái âm thanh nó cũng khá là ồn. Rút kinh nghiệm như thế thì Linh hôm nay thì Linh sẽ chạy giống như mình di chuyển chậm chậm lại nha cô chú anh chị các bạn. Thứ nhất âm thanh ồn nè, rồi nghe không được rõ lắm, theo cảm nhận của Linh là như thế ha. Còn nói về cái tình hình bất động sản á cô chú anh chị các bạn, tình hình bất động sản hiện nay á, thì Linh thấy như thế này. Trước đây thì Linh có coi một cái video của một cái kênh phân tích về cái bất động sản, thì một trong những cái đơn vị quyết định bất động sản đó là cái anh ngân hàng á cô chú anh chị các bạn. Và Linh thấy là nó cũng đúng những cái ý, như là ngân hàng là một trong những cái đơn vị nắm cán về cái tình hình bất động sản, nghĩa là ngân hàng nó tăng giá, tăng lãi suất, giảm lãi suất ảnh hưởng rất là lớn đến bất động sản của chúng nhiều bạn. Và hiện tại thì ngân hàng đã giảm lãi suất rất là nhiều nha. Theo những cái thông tin mà Linh nắm được thì hiện tại là cái lãi suất tiết kiệm của mình là khoảng 5.6%, còn cái lãi suất cho vay ra của chúng nhiều bạn là khoảng 7% đó. Thì Linh thấy là cái lãi suất ngân hàng nó giảm rất là sâu rồi. Và đây là một trong những cái điều kiện cũng như là giống như là một cái cơ hội, một cái kích thích để cho cô chú chị các bạn nào đang quan tâm cũng như là đang muốn đầu tư về bất động sản, là người ta đang gục kịch cũng như là người ta đang có những cái chiến lược trong thời gian tới, khi mà cái lãi suất ngân hàng nó giảm xuống và người ta đang muốn đầu tư, có nghĩa là giống như là cái thị trường bây giờ nó chuẩn bị sôi động lại của chúng ta mà đang chuẩn bị sôi động lại nha. Đó. Thì thứ hai nữa là bây giờ cái lãi suất mà gửi tiết kiệm nó thấp xuống thì tiền mình để trong ngân hàng thì nó gần như là không có lợi, cho nên là giống như là ngân hàng giảm lãi suất thì kích thích cái việc mà mình đầu tư bất động sản cũng như là tạo cơ hội để là những người quay, những người đầu tư họ mạnh dạn hơn, giống như là mình mạnh dạn để mình vay ngân hàng để mình có thể là mua sắm, giống như là mình mua bán bất động sản nha.
cho nên là anh nghĩ là trong thời gian tới thì cái thị trường có thể là nó sẽ sôi động lại nha cô chú và các bạn. Nãy Linh nói chạy từ từ nhưng thật ra là cái ở ngoài đường đó, cô chú và các bạn, nó luôn luôn ồn ào ha, nó luôn luôn là một cái không khí phải nói là xe cộ nhộn nhịp ồn ào. Thì đây là cái đường Nguyễn Tất Thành của chú các bạn, đây là một cái đường quốc lộ ha, cho nên là cái việc mà nó âm thanh nó ồn ào cũng như là nó sôi động là xuyên suốt ha. Rồi bây giờ sẵn qua cái video này thì Linh cập nhật luôn ha. Hiện tại thì Linh đang có một cái phần đất tiềm năng. Phần đất này thì nó gồm có là 20 mét ngang, chiều vô của nó là 38 mét ha. Nói chung là Linh làm thì làm rất là thật thà, nói chung là rất thật thà. Và đặc biệt thì Linh lại ghét những cái gì gian lận nữa, cho nên là khi nào mà Linh chắc thì Linh mới đăng cụ thể đó, nói với cô chú các bạn thế ha. Còn Linh không chắc thì Linh sẽ nêu những cái thông tin, giống như là nêu mấy mé những thông tin để chi, để cô chú các bạn nào quan tâm thì liên hệ với Linh, thì Linh dẫn lại gặp chủ đất cụ thể coi thương thảo gì đó là do cô chú các bạn tự quyết định nha. Hiện tại thì Linh đang thấy một cái cơ hội trên cái đường Nguyễn Tất Thành này nè, đường Nguyễn Tất Thành nói dài này nè, là có một cái phần đất cần sang, chiều ngang của nó là 20 và chiều dài của nó là 38 nha cô chú và các bạn, chiều dài 38 nha. Và giá người chủ đang sang là 1 mét ngang là 1,6 tỷ nha, 1,6 tỷ 1 mét ngang nha cô chú và các bạn, trên cái đường Nguyễn Tất Thành nói dài nha. Đó thì Linh cung cấp cho cô chú chị bằng một cái cơ hội như thế, nếu cô chú chị các bạn nào quan tâm đến những phần đất ở trên cái con đường này. Và đương nhiên là cái con đường này thì cái giá của nó là tính là tiền tỷ nha cô chú chị các bạn, mét là phải tính tiền tỷ thôi. Theo đánh giá của Linh á thì cái giá này người chủ đưa ra thì họ vẫn cho mình thương lượng nha, cho thương lượng. Và cho thương lượng thì cô chú anh chị các bạn nào quan tâm thì nên là gặp trực tiếp, có nghĩa là giống như là chỉ cần liên hệ với Linh cà phê, Linh sẽ điện để cho cái người chủ ra gặp trực tiếp với mình, rồi nếu như mình được thì mình chốt kèo ok nha. Đó thì đó là tiết lộ chứ thường thường là nếu như mà chưa có vấn đề gì mà chứ nghĩa là chưa quay được thì Linh không bao giờ công bố đó, thông tin mật nha. Thông tin mật. Và Linh nghĩ là cũng là một cái cơ hội nha, cơ hội cho các bạn nào đang quan tâm cũng như là mình đang muốn tìm một cái phần đất nền, một cái căn nhà ở trên cái đường của nó là một dạng đỉnh ở Cà Mau. Ở Cà Mau thì có hai cái con đường mà Linh nghĩ là đỉnh, đó là Trần Hưng Đạo và cái đường Nguyễn Tất Thành này nha. Trần Hưng Đạo Nguyễn Tất Thành nó ở đỉnh rồi, nghĩa là giống như là nó ở cái tầng phải gọi là giống như là, thì Linh nói đơn giản thôi chú chị các bạn, có từ 10 tỷ mới dám quan tâm, 10 tỷ trở lên, nói tóm lại là mấy chục tỷ mới dám quan tâm á, chứ bây giờ mà cái căn nhà ở trên cái đường này 10 tỷ không biết sang được chưa nữa. Nói nghe mà phải nói là giống như là nhột luôn á, nhưng mà Linh nói đúng mà chứ không phải nổ đâu, Linh nói thế là đúng chứ không phải nổ. Nói chung là cỡ 10 tỷ thì mình mới quan tâm cái đường này được, nếu mà số tiền ít hơn thì cũng khoảng 5 tỷ trở lên được, 5 tỷ trở lên mà mình quan tâm cái đường này cũng khó nữa đó. Thì nãy Linh nói đó, 1 mét không là 1,6 rồi, nhưng mà cái tiềm năng nó rất là lớn nha, cái nào là tiền nào đủ đó nha. 1 mét 1,6 là đương nhiên là cái vị trí nó tiềm năng, vị trí là đường quốc lộ nha, rồi thứ hai nữa là nó có nhiều cái tiềm năng khác. Tiềm năng khác là cái gì, ví dụ như Linh nói cái nền là một cái căn nhà trên đường này là mình cho ta thuê không bao nhiêu tháng là cũng được mấy chục tỷ rồi, không phải đơn giản.
mà mấy triệu chứ, còn mấy triệu là chuyện bình thường. Mấy triệu là chuyện bình thường nha cô chú anh chị bạn, cái vô đường này nè. Và cái xu thế thì kinh tế nó càng ngày phát triển nha, và đất đai thì càng ngày nó càng giống như là cái giá càng ngày nó càng tăng lên. Thì cái này cô chú anh chị các bạn đã biết rồi. Trở lại với cái vấn đề của ngân hàng á, thì theo linh thấy thì ngân hàng bây giờ thì họ lãi suất giảm, tạo điều kiện cho người dân có thể là vay để kinh doanh, mua bán gì đó, có tiền thôi. Và giảm như thế thì sẽ làm cho những cái người mà họ sử dụng tiền á phải đắn đo. Trên cái tuyến đường này là kinh tế phát triển rất là nhanh nha, nhanh. Thì trên cái đường Nguyễn Hữu Thành nối dài này của các bạn, thì các bạn biết là có nhiều cái hàng quán mở ra rất là nhộn nhịp, rất là phát triển nha. Tư đất trên cái đoạn này thì nó là Linh nghĩ đó là đầu tư đất đai trên cái đoạn này thì nó hơi khó nha. Hơi khó nghĩa là lý do là cái giá nó cao rồi, thì đương nhiên là mình đầu tư nó vẫn lợi chứ không phải không lợi nha, nhưng mà nó hơi khó trong thời điểm này nè. Tại vì cái số tiền ví dụ như một cái căn nhà, một cái đất mà vài chục tỷ đâu phải là nhiều người có đâu. Cô chú chị các bạn nghĩ là đúng không? Có nghĩa là Linh nói là nghĩa là giống như là 10 tỷ hay 30 tỷ thì đâu phải người nào cũng có đâu. Cho nên là cái việc mình đầu tư ở trên cái đường này thì nó hơi khó. Những cái đoạn này nha, cái đoạn này là ít nên Linh nói là từ cầu Bình Hào đến cầu Trung Tây Trâm á. Đoạn này Linh đang quay nè. Linh vừa mới thấy cái chú ngồi ở vậy được, không biết là chú xin tiền gì không? Nói chung là người dân á, là những cái người nghèo kinh tế khó khăn bây giờ là nhiều lắm cô chú chị các bạn. Linh là vừa làm YouTube bên bất động sản, vừa quay những hoàn cảnh khó khăn cho nên là cũng hiểu được tình hình kinh tế khó khăn. Nhiều khi mình gặp những cái chú, các cô chú, các bác lớn tuổi mà rất là chạnh lòng thì mà để giúp được thì chỉ có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Còn Linh thì Linh cũng là nói nhỏ thôi, đó, nhỏ thôi chứ cũng không phải là điều kiện gì để giúp được. Rồi bây giờ trở lại với cái vấn đề bất động sản. Thì bữa trước thì Linh có quan sát cái tuyến đường này rồi cũng như là tìm hiểu, thì có một cái liên hệ với Linh là tìm đất ở trên cái đường này, tìm đất ha ở trên đường này đó. Cho nên là sẵn này Linh cập nhật cái giá luôn đó. Trên cái tuyến đường này thì Linh nghĩ là nó dao động khoảng 1,5 tỷ, khoảng 1,5 tỷ ha, dao động mà bình quân là 1,5 tỷ một mét. Thì theo mức độ là cái độ dài của mình vô là bao nhiêu nha đó. Cái nền hồi nãy Linh nói là 20 với 38, thì cô chú chỉ nào quan tâm thì cứ alo cho Linh uống cà phê, Linh sẽ dẫn lại gặp cái người chủ nhà chủ đất ha, thì mình có thể thương thảo với họ, thương lượng với họ.
họ, dù như là bớt xuống chút hay gì đó thì mình phải gặp chủ nhà mình mới thương thảo được nha, không có ghi trên bình luận video được nha. Rồi bây giờ Linh chạy đến cái đoạn này thì gần tới cái đoạn cầu Lưng Mũi Chân này, đến cái đoạn cầu Lưng Mũi Chân thì bây giờ thì Linh sẽ tiếp tục cập nhật nha, như là Linh bị căng tiếng thì phải. Nãy giờ Linh nói có lớn rồi mà sao mà bị đau họng rồi, hình như nó muốn bị căng tiếng rồi, chỉ qua chế độ âm thanh ghè rồi. Ở đây cô chú anh chị khoảng chừng 20 năm về trước ha, khoảng 20 năm về trước là cái đường này nè, cái đường này nó còn lao xậy rồi, nhà cửa nó thưa ha, nói chung là giống như là mình cảm giác như là người ta không có quan tâm nhiều đến đất đai luôn, cũng là thời thế đạo thùng. Bữa hôm gặp một cái ông anh thì ông anh nói là đa số người dân á lên vì đất rất là nhiều, thì giống như nãy Linh nói đó, cái thời điểm trước đó, cô chú anh chị bạn là đất đai á, là mình không quan tâm nhiều, không quan tâm nhiều về đất đai, nên là những người mà họ mua đất là sau đó họ bán lại trong thời điểm mà trước đó, là đa số bây giờ là giàu lên không, thời điểm đó người dân mình không quan tâm đất đai nhiều, giống như là cái bất động sản còn mới. Nhưng mà theo Linh thấy thì hiện tại bây giờ nè, ở Cà Mau nó cũng đang trong cái giai đoạn là mới, mới so với là cái thị trường chung như là thị trường tình hình chung của các tỉnh đó cô chú anh chị mà, nó còn rất là mới nha, nghĩa là bất động sản Cà Mau thì nó là một cái thành phố trẻ cho nên là nó cũng đang trong cái giai đoạn là mới so với tình hình chung á. Hiện tại thì Linh chạy đến cái cầu Lương Thế Chân này ha, và chắc có thể là Linh sẽ tạm kết thúc cái video này ở đây nha cô chú anh chị các bạn, quay dài quá cô chú anh chị các bạn coi thì nó cũng hơi chán, Linh tạm dừng cái video ở đây. Thì một lần nữa rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đón xem cái video của Linh đến hết ha, và cũng như là mình dành ủng hộ bằng cách mình bấm like về những cái nội dung về đất đai, về bình luận về cái tình hình bất động sản ở Cà Mau. Thì nói chung là những cái thông tin mà Linh nói là theo cái tình hình kinh tế thị trường, có nghĩa là hiện tại bây giờ thì giá ngân hàng la mình gửi tiết kiệm hoặc là mình dây ga thì nó đang giảm xuống khá là thấp. Đó là một cái cơ hội để cô chú anh chị các bạn nào đang đầu tư hoặc là đang có ý định mình dây một mớ trên ngân hàng để mình mua đất đai đó. Theo Linh nghĩ thì khi mà cái giá nó giảm sắc, lãi suất nó giảm thấp thế thì cô chú anh chị các bạn dây để ra mình mua ra một cái căn nhà hay là mình mua một cái miếng đất trong thời điểm này cũng rất hợp lý thôi, tại vì đất đai nhà cửa mình mua rồi mình để đó mình vẫn lời nha, cái này theo Linh thấy là như thế, nghĩa là mình thấy được một cái cơ hội nào đó thì mình nên dây mình mua nha. Rồi bây giờ Linh tạm kết thúc cái video này ở đây nha, hẹn gặp lại cô chú và các bạn trong những video sau, và nếu như thấy video có ý nghĩa thì cô chú chỉ cần bấm like, và mình có thể chia sẻ cái kênh Zalo Facebook để bạn bè người thân mình xem về tình hình bất động sản ở Cà Mau nha.